cô và bạn thân là Thiên Kim giả được Hào Môn nhận nuôi. Một lần gặp tai nạn, trong đầu họ đột nhiên có thêm một đoạn ký ức. Thiên Kim thật lại được gia đình tìm thấy. Cô ta nghĩ họ đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về cô ta, tâm sinh oán hận đối với họ điên cuồng trả thù. Cô và bạn thân tuyệt vọng quyết định ôm đùi đại gia. Bạn thân lựa chọn đại ca lạnh nhạt như nước, cô thì quyến rũ nhị ca hai mặt điên cuồng. Sau khi Thiên Kim thật sự trở về, họ vẫn bị cô ta trả thù mình đầy thương tích. Vì vậy cô và bạn thân thu dọn một chút tiền tiết kiệm bí mật mấy năm trời, lựa chọn cái chết sang trọng, vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh sống hết cuộc đời. Hai năm sau bị bắt, nhị ca điên cuồng kia nhốt cô lại cười lạnh, vãn vãn không ngoan như vậy, rời xa tôi lâu như vậy, tôi phải trừng phạt cô thế nào đây? Khi bạn thân Lâm Kiều bị đại ca tát ngã xuống đất, cô run rẩy trốn dưới gầm giường. Tôi đã nói là tôi không làm gì cả, sao anh không tin tôi chứ? Lâm Kiều nghẹn ngào hốc mắt đỏ lên. Khi cô ấy khóc còn lén nhìn cô, nhét góc váy không cẩn thận lộ ra bên ngoài vào. A Hân sẽ không nói dối tôi. Lâm Dịch đứng trên cao nhìn xuống Lâm Kiều. Hơn nữa nếu không phải cô thì còn là ai nữa? Chẳng lẽ A Hân sẽ tự mình ngã xuống cầu thang sao? Lâm Kiều tan nát cõi lòng ứa nước mắt. Họ đã biết nhau 10 năm rồi, tôi là loại người thế nào? Anh còn không hiểu sao? Anh luôn miệng nói cô ta sẽ không lừa anh, lẽ nào tôi có thể làm ra loại chuyện đó sao? Giọng nói run rẩy của Lâm Kiều khiến cô đau lòng, nhưng giọng nói của Lâm Dịch vẫn lạnh như cũ. A Hân quay lại rồi, có nghĩa là cô sẽ mất tất cả những gì cô từng có. Cô có thể làm mọi thứ vì tiền, đúng không Lâm Kiều? Lâm Dịch, trái tim anh làm bằng sắt sao? Tôi đã theo đuổi anh bao nhiêu năm nay, anh lại nghĩ như vậy về tôi phải không? Lâm Kiều giãy giụa bò lên quỳ trên mặt đất, túm lấy góc áo Lâm Dịch khóc cầu xin, xin anh hãy tin tôi thực sự không chạm vào cô ta. Cô ta tự ngã, lời còn chưa dứt lại bị tát một cái, Lâm Kiều lại bị ném xuống đất, ngay sau đó là tiếng cảnh cáo của Lâm Dịch, cô nên cầu nguyện cho A Hân được an toàn, nếu không tôi sẽ giết cô. Nói xong Lâm Dịch cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lâm Kiều gào khóc đuổi theo, đừng đi A Dịch, làm ơn đừng đi. Cánh cửa vẫn bị đóng sầm lại không chút lưu tình, cho đến khi tiếng động cơ xe dưới lầu vang lên, cô mới chậm rãi bò từ dưới giường ra, chỉ thấy Lâm Kiều đang cầm di động bĩu môi tự sướng. Không ngờ là chị em có bộ dạng điềm đạm đáng yêu, trông cũng rất đẹp. Cô không nói gì cả, đi qua nhìn hai bên mặt cô, vị đó nhà cậu cũng thật tử tế, vỗ tay còn biết cân xứng hai bên, đau chết rồi đây. Cô ấy lẩm bẩm, một bên lấy hộp thuốc từ đầu giường ra, lau lên mặt mình rồi nói, không được, cứ tiếp tục như vậy, họ nhất định không đấu lại Lâm Hân. Vậy thì sao? Lâm Hân kia 800 cái tâm nhãn, đây mới trở về chưa đầy nửa năm, họ đã bị tra tấn như thế nào? Lâm Kiều nghiêm mặt, nếu đàn ông không đáng tin cậy, họ nên chạy thôi. Cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi với Lâm Kiều, 5-10 tuổi, vì hai người họ giống như mắt với miệng không thể rời xa. Cha mẹ Lâm nhận nuôi họ từ trại trẻ mồ tai, để an ủi nỗi nhớ của họ về đứa con gái nhỏ bị lạc. Họ đang an phận mà tận hưởng cuộc sống của Thiên Kim 8 năm trời. Năm 18 tuổi cô và Lâm Kiều bất ngờ rơi xuống nước. Khi tỉnh lại, trong đầu có thêm một đoạn ký ức, Lâm Hân sẽ xuất hiện khi họ 21 tuổi. Cô ta rất ghét họ, sẽ trả thù họ một cách điên cuồng. Cuối cùng sau nhiều lần hãm hại nói xấu, cô và Lâm Kiều bị hai anh trai liên thủ tra tấn. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, họ quyết định xây dựng tốt mối quan hệ với hai anh trai trước. Cô ấy lựa chọn đại ca lạnh nhạt như nước, cô đã quyến rũ nhị ca hai mặt điên cuồng. Mặc dù tính cách của hai người này hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có một điểm chung, không chỉ đẹp trai mà còn rất có năng lực. Có thể nói bầu trời Giang Thành chính là hai cánh tay của bọn họ. Trong 3 năm cô và Lâm Kiều đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ của họ. Họ đang diễn một màn si tình, một bên cầm thẻ đen vô hạn tiêu xài khắp nơi, cho đến khi Lâm Hân trở về họ mới phát hiện ra. Đầu óc cô và Lâm Kiều cộng lại đều đấu không lại tiểu nha đầu kia. Lần này cũng vậy, Lâm Hân hãm hại Lâm Kiều đẩy cô xuống lầu và thiết lập camera giám sát trước, giả vờ là Lâm Kiều đẩy cô ta. Lúc này Lâm Kiều trở thành thứ cho mọi người chỉ trích. Còn đại ca Lâm Dịch của họ, Lâm Kiều khổ sở bồi dưỡng tình cảm ôm đùi 3 năm, vẫn lựa chọn mê muội tin tưởng Lâm Hân. Cứ tiếp tục như thế này, họ có thể vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm. Lâm Kiều bắt đầu lục lọi, kế hoạch A đã thất bại, họ có thể bắt đầu chuẩn bị kế hoạch B. Bây giờ tớ bị cô ta chỉnh rồi, Lâm Dịch nhiều lắm chỉ là tát tớ mấy cái, chờ con nha đầu đó để mắt tới cậu. Thủ đoạn của vị đó nhà cậu, tớ không thể tưởng tượng cậu sẽ tệ đến mức nào. Nghĩ đến gương mặt của Tiêu Vọng, cô chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Phải, nhất định phải chạy, mau chạy. Tiêu Vọng và Lâm Dịch là anh em cùng cha khác mẹ. Lâm Dịch theo họ cha, Tiêu Vọng theo họ mẹ. Khác với Lâm Dịch, tất cả những gì Tiêu Vọng có đều dựa vào bản lĩnh của mình, liếm máu trên mũi dao. Đây không phải là phóng đại, cô đã tận mắt thấy hắn lấy một con dao găm kết thúc cuộc đời của những kẻ mưu toan chống lại cô trước mặt cô. Sắc mặt còn có thể như thường lau khô máu trên tay, nắm lấy tay cô. Cảnh này sau một đoạn thời gian rất dài đều là ác mộng của cô. Nghe nói lúc nhỏ Tiêu Vọng và em gái của hắn có quan hệ vô cùng tốt, nếu Lâm Hân vu oan cho cô, vậy chắc là con dao găm kia đâm vào người cô rồi. Sau một phen lục lọi, Lâm Kiều đổ ra một đống từ ngăn kéo khóa 3 tầng, đó là sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân mới. Mắt cô sáng lên, vậy mới là cậu chứ, chuẩn bị hoàn hảo như vậy. Lâm Kiều tức giận lườm cô một cái, nếu không thì sao nhờ cậu chúng ta sẽ chết đói cả thôi. Bắt đầu từ ngày quyết định thay đổi vận mệnh 3 năm trước, Lâm Kiều liền thương lượng với cô hai kế hoạch, hai đường dây trong trường hợp cần thiết. Trong 3 năm họ đã tiết kiệm được tất cả tiền có được, tất cả đều giao cho Lâm Kiều học tài chính quản lý, bây giờ đã là một con số đáng kể. Chúng ta chạy thế nào? Cô hỏi cô ấy. Lâm Kiều lấy ra hai tờ giấy, xoa ảnh một cục để cô chọn. Hai chúng ta một người ngẫu nhiên một cách chết, chọn tự sát thì chết trước, chọn bắt cóc thì chết sau. Cô xoa xoa tay trong lòng, điểm qua điểm lại hai lần, ai cũng muốn chọn tự sát chết trước. Bắt cóc không chỉ là vở kịch cuối cùng,
còn phải đối mặt với mọi biến cố, đó là một việc vô ích. Sau khi cầu cứu tổ tiên 18 đời hãy phù hộ cô vẫn chọn chúng bắt cóc. Kế hoạch B chính thức bắt đầu, đếm ngược thời gian chết. Lâm Kiều chuẩn bị diễn thêm mấy cảnh chết tim đau khổ, giả vờ bị trầm cảm đi khám bác sĩ vài lần, cô sẽ quay lại để chờ thông báo. Nhân tiện suy nghĩ một chút, làm thế nào để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt từ Tiêu Vọng. Chạy cũng phải chạy rồi, nhưng tiền đâu có nhiều. Buổi tối Tiêu Vọng phong trần mệt mỏi trở về, hắn bỏ lại chiếc áo khoác và ôm cô vào lòng. Cô nghĩ rằng hắn sẽ hôn cô nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu sau môi hắn vẫn không chạm vào cô. Cô mở mắt ra lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Hệ thống định vị của em đã bị tắt vào buổi chiều. Đi đâu vậy? Cô run rẩy nói. Đi mua sắm. Điện thoại tắt máy, về đến nhà mới sạc pin. Để chứng tỏ mình đúng, cô đưa điện thoại vừa sạc pin cho hắn xem. Ừ, ngoan lắm. Hắn giống như đang xoa một con chó nhỏ, xoa xoa trên đỉnh đầu cô, sau đó làm ảo thuật lấy ra một cái bánh dâu tây. Mua cho em đó. Mắt cô sáng lên, ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, hôn lên môi hắn một cái. Khác với Lâm Dịch, Tiêu Vọng có ham muốn chiếm hữu gần như hoang tưởng. Điều hắn muốn là một câu trả lời chi tiết và một tình yêu nồng nàn. Tiêu Vọng là con hoang, mẹ hắn mất khi hắn còn rất nhỏ, năm 8 tuổi hắn mới được đón về Lâm gia, nhưng người của Lâm gia đối xử với hắn cũng không tốt. Trong suốt thời thơ ấu của mình, chỉ có Lâm Hân cho hắn một chút yêu thương. Cô cũng biết, trong trái tim hắn cô không thể sánh bằng sự quan trọng thật sự của Lâm Hân, nhưng Tiêu Vọng đối xử với cô rất tốt khi ở bên cô. Trước mặt người ngoài hắn rất tàn nhẫn, nhưng trước mặt cô luôn dịu dàng hết mức có thể. Cô sợ trên người hắn luôn mang theo mùi máu tanh, lần nào hắn cũng tắm xong mới đến gặp cô. Để xua tan nỗi sợ hãi, hắn thường mua cho cô đủ loại đồ ngọt. Về mặt cảm xúc, hắn cho cô cảm giác an toàn. Về vật chất, thậm chí mua cho cô một hòn đảo. Từ lời nói và hành động của cô, làm cho hòn đảo trông giống như cô thích. Hắn nói, nếu để anh không còn thấy hành tung của em nữa, anh sẽ nhốt em lại, nhốt trên hòn đảo này. Tay hắn càng lúc càng sâu, mắt cô ửng đỏ. Đã từng rất nhiều lần, cô thậm chí còn muốn ở bên cạnh Tiêu Vọng cả đời, nhưng cô biết cô không thể. Mặc dù cô cũng có chút yêu hắn, nhưng tình yêu không tự do, khó mà biết được hắn vì Lâm Hân sau này sẽ đối với cô như thế nào. Đêm khuya thức giấc mà không thấy cô, hắn chạy khắp biệt thự, cuối cùng cũng tìm được cô đang đứng trước biển, trên người cô đầy thù hận, thân hình mỏng manh lung lay trong gió biển. Anh đã nói là không được rời khỏi tầm mắt anh mà, bất kể lúc nào cũng không được. Tiêu Vọng từ phía sau ôm lấy cô, khi đối mặt với những giọt nước mắt trên mặt cô, hắn ngây ngẩn cả người. Em khóc cái gì? Anh sẽ cưới em chứ? Cô hỏi hắn, trong đôi mắt rưng rưng mang theo bàng hoàng và thống khổ. Cô vốn là có mục đích tiếp cận Tiêu Vọng để lấy lòng hắn, cô đã cố gắng hết sức để đóng vai một người tốt, họ hoàn toàn phù hợp với mọi khía cạnh. Đây là lần đầu tiên trước mặt hắn, cô muốn một danh phận. Hắn cau mày nhưng một chữ cũng không nói. Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. 3 năm rồi, không ai biết bên cạnh anh có em cũng không nhìn thấy tương lai. Tiêu Vọng, anh nói cho em biết, anh sẽ cưới em được chứ? Cho dù là gạt anh cũng được, được không? Hắn thả cô ra, cô vội vàng giữ chặt hắn. Ánh sáng trong mắt từng chút vỡ vụn. Anh ngay cả lừa em cũng không tình nguyện sao? Điện thoại đúng lúc vang lên, bệnh viện gọi tới. Cô nghe rõ tiếng bác sĩ bên kia điện thoại. Lâm Hân đã tỉnh lại từ sau khi hôn mê. Cúp điện thoại, Tiêu Vọng xoay người đi ra ngoài. Cô khóc và nhào tới giữ chặt hắn. Đừng đi ở lại với em được chứ? Hắn bỏ cô ra vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Vãn, em biết anh không thích phụ nữ không biết chừng mực. Cô đứng bên bờ biển nhìn hắn, lái du thuyền lướt qua mặt biển. Cả hòn đảo chỉ còn lại mình cô. Cô ném thuốc nhỏ mắt để ngụy trang nước mắt vào thùng rác. Chạy lên chạy xuống biệt thự nhiều lần, lấy hết tiền riêng của cô giấu ở mọi ngóc ngách. Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, cô đã gọi cho Lâm Kiều. Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi. Ngày hôm sau trước khi rời đảo, như thường lệ cứ vài phút cô lại gửi tin nhắn cho Tiêu Vọng. Nội dung đều là văn án điên cuồng tìm trên mạng, anh không để ý đến em sẽ đi chết hay gì đó. Quả nhiên khi cô gửi qua, đã hiện lên một dấu chấm than đỏ. Tiêu Vọng đã chặn cô, phụ nữ không đủ ngoan, hắn ngay cả dỗ cũng không muốn dỗ một chút. Mục đích của cô đã hoàn thành, cuối cùng cũng có thể an phận tiễn Lâm Kiều lên đường. Lâm Hân mặc dù đã tỉnh lại, bác sĩ nói cú ngã này làm cho dây thần kinh ở một chân của cô ấy bị hỏng vĩnh viễn, có thể không bao giờ đứng dậy được nữa. Lâm Dịch giận dữ nắm chặt tay Lâm Hân, chuyện này đại ca nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Nước mắt Lâm Hân không ngừng rơi xuống, cô ta cứ lắc đầu mãi. Ở chung với đại ca sớm chiều mười mấy năm, là hai chị chứ không phải em. Em đột nhiên trở lại và lấy đi tất cả những gì thuộc về họ, họ ghét em cũng là điều nên làm. Không sao đâu anh hai, chỉ là một chân thôi, đừng vì em mà gây rắc rối cho chị Kiều Kiều. So sánh với sự ích kỷ xảo quyệt của Lâm Kiều, Lâm Hân xả thân vì người như vậy, để cho lòng Lâm Dịch càng thêm áy náy. Ban đầu hắn còn nghĩ tất cả những chuyện này có thể chỉ là tai nạn, nhưng nghe Lâm Hân nói vậy, cho dù hắn không muốn thừa nhận nữa, cũng không thể không tin. Người phụ nữ của hắn lại hại em gái ruột của mình thành phế nhân. Lâm Dịch lấy điện thoại di động ra lạnh mặt gọi điện thoại, nhưng vẫn không liên lạc được. Vì thế hắn không chết tâm lại gọi mấy lần qua, sau đó trực tiếp trong trạng thái tắt máy. Đúng lúc đó hắn nhận được điện thoại của cô. Làm gì? Giọng nói Lâm Dịch tràn đầy tức giận, dọa cô gần như đã quên hết những gì cô đã nghĩ trước. Cô vội vàng ổn định tinh thần lo lắng nói, hỏng rồi, đại ca tôi vừa nhận được điện thoại của Kiều Kiều. Cô ấy luôn khóc, nói rằng cô ấy rất đau đớn và không thể sống nổi nữa, như là di ngôn cuối cùng vậy. Bây giờ tôi làm gì cũng không gọi được. Kiều Kiều là nghĩ không thông à? Bây giờ anh mau đi gặp cô ấy đi. Lâm Dịch chỉ cười lạnh trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Đủ rồi đó Lâm Vãn, bây giờ cô thông đồng với Lâm Kiều để lừa dối tôi phải không? Cô nói với cô ta tôi đã chán ngấy cái trò này rồi, tốt nhất cô ta nên tự sát đi, nếu không tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá cho hành động xấu xa này. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dịch nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình xuất thần.
Trong lòng đột nhiên có một cảm giác trống rỗng. Anh à, em vừa nghe thấy, chị Kiều Kiều thật sự muốn tự sát sao? Trên mặt Lâm Hân lộ ra thần sắc lo lắng. Anh mau quay lại xem thử đi. Em không sao đâu, chị Kiều Kiều quan trọng hơn. Lâm Dịch nhíu mày. Hân Hân, em quá tốt bụng rồi, không hiểu lòng người hiểm ác. Cô ta đã dùng chiêu này hơn một lần rồi, chỉ là muốn thoát tội thôi mà. Lâm Hân rũ mắt xuống, khẽ cắn môi dưới. Cô ta nức nở tủi thân vùi đầu trong ngực Lâm Dịch. Em chỉ là muốn người nhà chấp nhận em thôi, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Lâm Dịch vốn định về nhà xem qua xem, thấy bộ dạng yếu ớt tủi thân của Lâm Hân, cuối cùng vẫn mềm lòng ở lại với cô ta. Cho đến khi Lâm Hân ngủ say, Lâm Dịch mới mở điện thoại ra, nhìn khung chat trống rỗng của mình và Lâm Kiều, lại gọi điện thoại cho Lâm Kiều, vẫn là tiếng tắt máy lạnh lẽo. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày này. Hình như từ lúc Lâm Hân trở về, mình liền lạnh nhạt với Lâm Kiều. Trong khoảng thời gian này cô ấy thường khóc, bởi vì hắn không tin tưởng mà cuồng loạn, thậm chí cuối cùng khi hắn rời đi, còn thấy cô ấy quỳ trên mặt đất hèn mọn như vậy cầu xin mình. Nhưng mình chưa từng cho cô ấy cơ hội giải thích. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch đứng lên gọi điện thoại cho cô. Cô đã đi tìm Lâm Kiều chưa? Bảo cô ấy đừng giận nữa, gọi lại cho tôi ngay. Tôi tìm thấy Lâm Kiều rồi. Giọng cô nghe hơi khàn, nhưng tiếc là cô ấy không thể gọi cho anh nữa. Cô ấy đã uống một đống thuốc, cuối cùng dùng một ngọn lửa tự thiêu mình rồi. Cô ấy thậm chí ngay cả thi thể cũng không muốn để lại cho anh. Anh hài lòng chưa? Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Lâm Dịch trầm mặc thật lâu, nếu không phải còn có thể nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập, cô gần như đã nghĩ là điện thoại bị cúp rồi. Lâm Vãn trò đùa này không vui chút nào. Để Lâm Kiều liên lạc với tôi ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu gì hết, chỉ cần cô để cho cô ấy, nếu anh không tin anh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cô ngắt lời hắn và khóc giống lên không kiềm chế được. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cô ấy rồi. Lúc Lâm Dịch lái xe trở về, cô đang quỳ gối trước cửa biệt thự, tất cả đều cháy rụi hết, chỉ còn lại lối vào. Trước mặt cô là một tấm vải trắng che kín một thi thể cháy đen thui. Lâm Dịch đứng tại chỗ thật lâu thật lâu, cuối cùng mới lấy hết dũng khí đi từng bước một về phía này. Lính cứu hỏa cho biết ngọn lửa bắt đầu cháy lúc 2 giờ chiều. Tôi đã gọi cho anh trước đó rồi, nếu lúc đó anh quay lại xem một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Cô ngẩng đầu, mặt cô phờ phạc. Giờ thì ổn rồi, cô ấy chết rồi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh hài lòng chưa? Sắc mặt Lâm Dịch trắng bệch. Tôi chỉ giận thôi, tôi không nghĩ rằng cô ấy thực sự sẽ. Hắn đưa tay muốn vén tấm vải che khuất thi thể lên. Cô thấy thế nhanh mắt giữ chặt hắn, dùng hết sức hung hăng tát một cái vào mặt hắn. Bàn tay đau đớn nhưng trong lòng cô lại sảng khoái không thôi. Nhưng lúc này cô vẫn phải tận tâm diễn xuất. Anh vẫn còn mặt mũi để gặp cô ấy sao? Cô nghẹn ngực, từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh không tin cô ấy bỏ rơi cô ấy từng lần một. Bây giờ cô ấy bị anh ép đến chết rồi, anh vẫn còn mặt mũi để gặp cô ấy sao? Tôi tận lực bảo vệ thi thể, cổ họng bị kích động nên hơi khàn khàn. Cô ấy bởi vì Lâm Hân mới có thể đến bên cạnh anh. Bây giờ cô ấy cũng vì Lâm Hân mà hoàn toàn rời xa anh. Cô lau nước mắt nói từng câu từng chữ, đừng làm những chuyện tự mình cảm động nữa. Anh đã không cho cô ấy thân phận khi cô ấy còn sống. Chết cũng xin anh để cho cô ấy thanh khiết một chút. Trước khi đưa thi thể Lâm Kiều rời đi, cô để lại cho Lâm Dịch một câu nói cuối cùng. Đúng rồi, cô ấy nói cô ấy để lại thứ gì đó trong hòm thư của anh, có lẽ anh nên xem qua. Nói xong những lời này, cô nhanh nhẹn mang thi thể của Lâm Kiều rời đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô trong vở kịch này chính là ngăn cản Lâm Dịch nhìn thấy. Đây là món đồ chơi hình người mà họ đã đặt làm 2 ngày trước. Nhìn từ ngoài vào dường như không có gì khác biệt, sau khi đốt cháy lại càng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô vẫn cố gắng không để Lâm Dịch nhìn thấy. Cô đã lái xe đưa thi thể đến khu hỏa táng, gặp gỡ nhân viên đã sớm bàn bạc sẵn, dứt khoát lưu loát đưa thi thể Lâm Kiều vào trong. Khi cô bước ra với hũ tro cốt, Lâm Dịch đứng ở ngoài cửa đỏ mắt run rẩy vươn tay ra. Nhất hãy để lại cho cốt của cô ấy cho tôi. Cô mím môi đưa cho hắn. Sau khi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Lâm Dịch ôm bình cho cốt khóc gần ngất xỉu. Hắn nên đọc email, lúc Lâm Kiều viết email cô ở bên cạnh xem, từng câu từng chữ kia có thể nói là tình chân ý thiết. Đến những người có tấm dạ sắt đá cũng phải khóc suốt 2 ngày. Phản ứng này của Lâm Dịch cũng nằm trong dự liệu của cô. Còn về cái lọ đó, bên trong toàn là tro cốt của chó mèo hoang, cô không tin hắn còn có thể lấy bình tro cốt đi làm xét nghiệm DNA. Cho đến lúc này Lâm Kiều xem như đã chết thật, nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành tốt đẹp. Buổi tối cô dùng sim dự phòng nói chuyện điện thoại với Lâm Kiều. Chiếc máy ảnh nhỏ xíu luôn đeo trên ngực đã ghi lại video gửi cho cô ấy. Không bao lâu sau, tin tức bên kia liền trả lời. Quá đã rồi, cô âm thầm mắng một câu, trơ mắt nhìn Lâm Dịch bị cô giả chết tra tấn thành thế này. Không đã mới là lạ, nhưng tiếc là không có ai dọn dẹp mớ hỗn độn này cho cô. Cũng không biết Tiêu Vọng sẽ thế nào nếu cô chết. Cô lại gửi một tin nhắn thăm dò, tốt vẫn còn trong tình trạng bị chặn. Cô cũng không có gì để tưởng tượng nữa. Lâm Dịch còn có chút nhân tính, nhưng Tiêu Vọng, tim hắn như làm bằng sắt đá, có thể làm cho hắn để ý cũng chỉ có em gái Lâm Hân này. Sau khi hạ quyết tâm, cô cũng bắt đầu chuẩn bị màn giả chết cho bản thân. Họ đã mua một chiếc du thuyền trôi dạt trên biển. Lâm Kiều trói cô quay xong video, dùng máy biến âm gọi điện thoại cho Tiêu Vọng. Lâm Vãn đang ở trong tay tôi, nếu anh muốn cứu cô ta, lấy bản thân để đổi lấy cô ta, tôi chỉ cho anh 3 tiếng thôi. Nếu không thấy anh trước khi trời tối, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Bên kia điện thoại Tiêu Vọng trầm mặc một hồi, mới truyền đến tiếng cười trầm thấp. Đe dọa tôi, bớt nói nhảm đi, hoặc là anh đổi cô ấy, hoặc là anh vớt cô ấy từ biển lên. Tiêu Vọng hành động độc ác. Ở Giang Thành có rất nhiều kẻ thù, khi cô ở bên hắn, nhiều lần gặp kẻ thù báo thù tới cửa, đó là lý do tại sao họ diễn cảnh bắt cóc. Anh là chị Lâm Vãn sao? Lâm Kiều đi ra ngoài, cô có thể nghe được giọng nói đáng thương rõ ràng của Lâm Hân. Nếu cô đoán không sai, Lâm Dịch gần đây bởi vì Lâm Kiều chết không có tâm tình để ý Lâm Hân, cho nên lúc này cô ta mới tìm tới Tiêu Vọng.
Cô đẩy cánh tay của Lâm Kiều, lúc này cô ấy mới tiếp tục nói, anh chỉ có 3 tiếng sau người phụ nữ anh yêu nhất sẽ biến mất mãi mãi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, sau đó giọng nói không chút cảm xúc truyền đến, phải không, nhưng đáng tiếc là các người đã đặt cược sai chỗ rồi. Người phụ nữ yêu quý nào cơ, cô ta chỉ là trò tiêu khiển đối với tôi mà thôi. Muốn giết thì giết tùy các người. Câu trả lời lạnh lùng của hắn khiến cô có chút muốn khóc. Cô nghẹn ngầm mở miệng, quả nhiên, Tiêu Vọng anh chưa bao giờ yêu tôi. 3 năm, cho dù anh có nuôi thú cưng bên cạnh, chắc là có cảm xúc rồi nhỉ. Nhưng tại sao, tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Tại sao lâu như vậy, tôi chưa từng bước được vào trái tim anh. Anh không cần phải cứu tôi nữa, tôi sau này sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chỉ là công cụ giải trí thôi, cho dù đó không phải là tôi, sẽ có những người khác phải không? Ngay sau đó, cô bắt đầu đập phá mọi thứ, tạo ra một kịch bản hỗn loạn. Lâm Kiều vội vàng làm bộ sốt ruột hô to, không tốt rồi, cô ta đang nhảy xuống biển chặn cô ta lại. Lâm Vãn cô bình tĩnh một chút, 3 năm, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Tiêu Vọng. Cuối cùng hắn không còn lạnh lùng nữa, cô cười với gió biển, rơi nước mắt, nếu có kiếp sau, Tiêu Vọng anh yêu tôi một chút được không? Ngay sau đó, sau một tiếng rơi xuống nước, Lâm Kiều vội vàng cúp điện thoại, ném điện thoại xuống biển sâu, vì làm giống thật nên cô thực sự nhảy xuống, nhưng thắt lưng trước đã buộc dây thừng, Lâm Kiều lại nhanh chóng kéo cô lên, chúng ta phải đi thôi, với sức mạnh của Tiêu Vọng, chắc sẽ sớm tìm ra thôi. Họ nhanh chóng thu dọn mọi dấu vết trên du thuyền, lái một chiếc du thuyền dự phòng lên bờ. Họ mang theo kho bạc nhỏ tích suốt những năm qua và thân phận mới, vui vẻ rời khỏi thành phố. Sau khi rời khỏi Giang Thành rất xa, cô và Lâm Kiều đứng trước du thuyền, nhìn biển rộng vô tận. Cậu nói chúng ta sẽ quay lại chứ? Rời khỏi nơi đã sống 10 năm, tất cả những gì đã xảy ra trước đây giống như một giấc mơ. Tỉnh giấc rồi, chúng ta phải nói lời tạm biệt với quá khứ. Lâm Kiều có chút sầu não rơi nước mắt, cô ôm cô ấy trong vòng tay, nhìn xa ra, chúng ta đã thoát khỏi cuộc sống đau khổ đó, chào đón cuộc sống mới. Không phải, Lâm Kiều lau nước mắt. Tớ đột nhiên nhớ ra, Lâm Dịch lúc trước đưa tớ một cái nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu. Tớ đã để quên ở biệt thự rồi, lửa lớn như vậy không biết còn giữ được hay không. Cô không biết nói gì, cô đã nghĩ ra cho cô ấy 10.000 cách để tự sát. Cô ấy cứ muốn châm lửa đốt, để không để lại dấu vết gì. Tài sản trong biệt thự cũng bị cướp sạch sẽ, nhưng cô thích bộ dạng tham tiền của cô ấy, xem một danh sách dài các con số trong thẻ ngân hàng. Những thứ này đủ để cho họ nửa đời sau sống giàu có tiêu xài hoang phí rồi. Định cư ở một thành phố cách Giang Thành 2.000 dặm. Cô bắt đầu lén lút hỏi thăm tình hình của hai vị ở Giang Thành. Hôm đó họ vừa rời khỏi nơi đó, Tiêu Vọng liền tìm được chiếc du thuyền kia, hắn cho người tìm kiếm dấu vết của bọn bắt cóc, một bên lại dùng hết tất cả, cố gắng cứu vớt cô đã nhảy xuống biển. Từ ngày qua đêm lại từ đêm qua ngày, đội cứu hộ đã thay đổi hàng loạt rồi, nhưng hắn vẫn luôn đứng đó, gió biển thổi tung chiếc áo khoác đen của hắn, cả người đều có cảm giác u ám và lạnh lẽo. Đi theo bên người Tiêu Vọng có thủ hạ 5 năm, chưa bao giờ thấy Tiêu Vọng như vậy, hắn nơm nớp lo sợ gọi Tiêu Vọng, thiếu gia. Tiêu Vọng ngước mắt lên, tìm thấy rồi, không không có, các huynh đệ đã liên tục tìm kiếm một ngày một đêm, đều kiệt sức rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Sợ là, lời còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Vọng hung hăng đạp một cước, thêm người nữa tiếp tục tìm cho tôi, cho dù có lật cả vùng biển này lên, cũng phải tìm ra người cho tôi. Sợ hãi và giận dữ hòa làm một, giờ phút này Tiêu Vọng giống như là ác ma từ địa ngục mà đến. Khi Lâm Dịch nhận được tin tức chạy tới, Tiêu Vọng đã 2 ngày không ăn không uống, lâu như vậy vẫn chưa tìm được hẳn là không tìm thấy rồi. Đừng liều mạng như vậy tự làm mình suy sụp đi nữa. Tiêu Vọng hất tay Lâm Dịch ra, đáy mắt đỏ ửng điên cuồng, em không giống anh, người phụ nữ của anh đã chết rồi, anh vẫn còn giống là một kẻ vô dụng, hằng ngày trông coi công ty của anh. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không tìm thấy Vãn Vãn, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Lâm Dịch lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, tiếp nhận giáo dục chính quy cao cấp, tất cả những gì hắn làm đều đúng, mọi thứ đều tập trung vào đại cục, nhưng Tiêu Vọng thì khác, tất cả những gì hắn có bây giờ đều là liều mạng của mình đánh cược trở về. Khoảng nửa tháng, họ đều không tìm được chút tin tức nào liên quan đến cô, thậm chí không có dấu vết của bọn bắt cóc. Nghe nói về sau Tiêu Vọng không có gì khác biệt, một hơi tiêu diệt 10 mấy kẻ thù, cô thở dài, thật có lỗi với những kẻ thù vô tội của hắn. Sau khi tái sinh, họ đã đổi họ của mình. Cô ấy tên là Châu Kiều, cô tên Hướng Vãn. Đối với những chuyện đã qua có lẽ còn có tiếc nuối và luyến tiếc, nhưng họ thích cuộc sống tự do hơn. Nguyên tắc của lá là không dính thân, có tiền cũng giống như không có tất cả phiền não. Cô và Châu Kiều trà trộn ở các quán bar lớn, sống giữa ngàn vạn hoa. Đối với mỗi người đàn ông được dán nhãn tốt, họ đều cưỡi ngựa xem hoa, tuyệt đối không làm gì cả, thậm chí là giao tiếp cảm xúc. 2 năm trôi qua, cả Tấn Thành đều lưu truyền rằng truyền thuyết về một phú bà giàu có thân giá hàng tỷ. Thấy danh tiếng ngày càng lớn, cô dần cảm thấy có nguy hiểm. Lâm Dịch và Tiêu Vọng đều là người tinh, nếu như lọt vào tai bọn họ, có thể họ sẽ nghi ngờ. 2 năm qua, mặc dù họ đang ở Tấn Thành cách Giang Thành rất xa, nhưng có chuyển động về hai người, họ đều không bỏ lỡ gì cả. Lâm Dịch bất chấp sự phản đối của người lớn trong nhà, cưới Lâm Kiều đã tự sát làm vợ, sắp xếp bài vị của cô ấy ở nhà. 2 năm qua hắn không có tin đồn gì, chỉ là thỉnh thoảng có tin đồn nói thân thể Lâm Dịch xuống dốc không phanh, thường xuyên được đưa đến bệnh viện vào đêm khuya. Còn có người nói Lâm Dịch luôn đến nghĩa trang chôn cho cốt của vợ mình, ngồi cả đêm, rất nhiều đều là Lâm Dịch chứng minh không quên được thống khổ hối hận. Trái lại là Tiêu Vọng, tin tức cô nhận được chỉ có hắn càng ngày càng mở rộng thế lực, từng bước một càng ngày leo càng cao, cho đến khi hắn hoàn toàn trở thành hoàng đế ngầm của Giang Thành. Cô không biết mình có tâm trạng như thế nào, có may mắn cũng có thất vọng. May mắn thay trong cuộc sống của hắn cô có thể chỉ là khách qua đường, cô có chết hay không không có gì khác biệt với hắn, sau này thì sao cũng được.
sẽ không có ai làm phiền cô nữa. Chẳng qua trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, cô đã ở bên hắn 3 năm, cái chết của cô đối với cuộc sống của hắn không có hơn nửa điểm gợn sóng, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô vẫn có một loại cảm giác mơ hồ bất an. Cô đề nghị với Châu Kiều, có lẽ họ nên sống ở nơi khác. Châu Kiều lập tức gật đầu đồng ý, không chỉ bởi vì Lâm Dịch và Tiêu Vọng, cũng là bởi vì 2 năm họ ở Tấn Thành, quả thật là quá phô trương rồi. Hai cô gái trên người còn mang theo nhiều tiền như vậy, ngay cả xã hội pháp luật cũng khó tránh khỏi dẫn tới người có thèm muốn. Thế là họ thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến sân bay. Cậu có bao giờ cảm thấy không khí ở sân bay hôm nay thật kỳ lạ không? Cô ngậm cây kẹo mút trong miệng nhìn quanh. Không có, người đến người đi đều vội vàng vàng. Có vấn đề gì chứ? Thật sự có vấn đề. Châu Kiều hạ giọng, hướng 3 giờ, hướng 5 giờ, còn hướng 8 giờ nữa. Có ai đó đang theo dõi chúng ta. Mặt cô đen lại, làm sao phân biệt hướng mấy giờ? Hơn nữa họ trông rất đẹp, được nhìn nhiều là chuyện bình thường. Châu Kiều không nói gì, liếc mắt nhìn cô. Chắc chắn là có ai đó đang theo dõi chúng ta, đang canh gác ở sân bay. Cô ấy không nhắc nhở, nhắc nhở cô liền cảm giác những người kia có ánh mắt thật sự rất kỳ quái. Vậy làm sao đây, cô hỏi cô ấy, còn có thể làm sao chạy đi? Cô ấy kéo cô kéo vali, chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy trong đám người đột nhiên có vài người chạy ra, một người đàn ông đuổi theo họ, vượt qua đám đông. Cô đau đớn phát hiện, không chỉ có người đuổi theo họ ngày càng nhiều, thậm chí bốn phương tám hướng đều có người đuổi theo, chia nhau chạy. Cô và Châu Kiều ăn ý bùng nổ, hai người chạy theo hai hướng khác nhau. Tình hình ở bên Châu Kiều thế nào cô không biết, đằng nào cô bên này cũng không may, chưa kịp ra khỏi sân bay đã bị bắt rồi. Dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt đầy dữ tợn. Họ kéo cô lên xe tải, đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang. Hai người đàn ông đè cô xuống, hắn chơi đùa với con dao trong tay. Nghe nói hai người rất giàu có muốn sống không? Cô bị bịt miệng bằng băng dính, nhưng vẫn gật đầu hết mức, có thể. Là một người thức thời, hắn lấy giấy bút ra đưa cho cô, viết mật khẩu xuống, khi người của tôi nhận được tiền, tôi sẽ thả cô ra. Cô không nói gì, ngón tay bị trói chỉ vào dính băng dính trên miệng cô. Hắn vẫy tay bảo người xé băng dính ra. Tôi dựa vào đâu phải tin các người? Các người dám cướp người ở sân bay, còn có cái gì không dám làm chứ? Trong trường hợp tôi đưa mật khẩu cho các người giết tôi thì phải làm sao? Và bạn tôi nữa, các người đã làm gì cô ấy rồi? Những câu hỏi khiến người đàn ông mất kiên nhẫn. Hắn đi qua, tát mạnh vào mặt cô một cái. Cô nghĩ cô có quyền mặc cả với tôi sao? Nếu không ngoan ngoãn đưa mật mã, tôi có thể giết cô ngay bây giờ. Cô cắn răng nói, được, anh giết chết tôi là được rồi. Dù sao tôi chết rồi, các người cũng đừng hòng lấy một xu, để tôi chết với số tài sản hàng trăm triệu của mình đi. Nói chung những người hám tiền nghe cô nói vậy đều sẽ suy nghĩ thật kỹ, sau đó quyết định vì tiền mà thuận theo cô. Nhưng cô không ngờ người đàn ông này cứng rắn như vậy. Hắn vung tay lên, nếu cô đã không hợp tác thì đi chết đi. Thủ hạ của hắn lập tức dùng dao găm đâm về phía cô. Cô sợ hãi hét lên, đừng giết tôi, tôi trả tiền, tôi trả tiền. Lúc con dao găm sắp đâm vào cổ cô thì dừng lại. Cô ngoan ngoãn viết mật mã, nhưng gã đó không định buông tha cho cô. Hắn cúi đầu cười với tiểu đệ bên cạnh. Trong nháy mắt một đám người vẻ mặt cười xấu xa vây quanh cô. Người đàn ông mạnh mẽ thì cầm thẻ và tờ giấy có viết mật mã của cô, hung hăng đi ra ngoài. Cô sợ hãi gào thét giấy ruộng. Đột nhiên có tiếng nổ lớn, cửa bị đập mạnh. Người đàn ông kia vừa ra khỏi cửa đã chật vật ngã xuống đất. Một thân hình cao lớn ngược ánh sáng bước từng bước về phía cô. Tiêu Vọng giống như thần linh, lúc cô khốn khổ nhất bước vào thế giới của cô, bọn bắt cóc nhanh chóng bị Tiêu Vọng khống chế. Không mớ hỗn độn, hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lấy tay che mắt cô lại, ra lệnh một tiếng kèm theo từng đợt tiếng kêu thê thảm. Không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Ngay sau đó cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Ngón tay Tiêu Vọng hơi lạnh lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Vãn Vãn không ngoan như vậy, rời xa anh lâu như vậy, em nói anh nên trừng phạt em thế nào?